Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị triển khai Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, gọi tắt là cơ chế DPPA. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark E. Knapper, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, đại diện các cơ quan, các tổ chức quốc tế, các cục vụ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp cùng đại diện Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố và các sở ngành địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế phát triển năng động trong khu vực và thế giới, có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Vì vậy, nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam tăng lên rất nhanh, hiện tại tăng từ 12 đến 13% một năm và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn trong thời gian tới. Cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA đã chính thức được Chính phủ ban hành. Đây là bước tiến quan trọng thúc đẩy hình thành, phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam trong tương lai, đồng thời giúp doanh nghiệp sản xuất có cơ hội lựa chọn nhà cung cấp điện phù hợp để đạt chứng chỉ sản xuất xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Bộ Công Thương tổ chức hội nghị này nhằm kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định 80 đến các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đón nhận những góp ý của xã hội đối với nội dung của nghị định để từng bước hoàn thiện cơ chế này. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định và nhấn mạnh, cơ chế DPPA đối với Việt Nam là mới, nhưng với một số quốc gia không còn mới, nhưng DPPA ở Việt Nam cũng không thể giống tuyệt đối như các quốc gia khác. Vì vậy, quá trình hình thành, triển khai thực hiện chính sách này cũng cần có bước đi, lộ trình cụ thể.